danh tính bạn trai siêu mẫu Minh Tú, dục dịch tính chuyện kết hôn sau khi lỡ hẹn với Thủy Tiên. Sau nhiều lần lỡ hẹn cùng người hâm mộ về chuyện lấy chồng, siêu mẫu Minh Tú cũng đã có dòng trạng thái liên quan như lời khẳng định sẽ sớm báo tin vui. Mới đây, Minh Tú đã có dòng trạng thái khiến người hâm mộ xôn xao liên quan đến thông tin cô sẽ theo chàng về dinh trong thời gian tới. Quân Asianic Top Model than thở, kết hôn quá nhiều giấy tờ. Đọc xong muốn xỉu, cho nên tôi quyết định vẫn sẽ nợ lại deadline. Động thái này đã ngầm xác nhận việc cô đang tính toán đến chuyện kết hôn. Cộng đồng mạng đã để lại những bình luận chia vui, háo hức khi cô chuẩn bị thực hiện lời hứa bởi trước đó. Minh Tú từng tuyên bố sẽ lấy chồng nếu Hoa hậu Thùy Tiên lọt vào top 3 Miss Grand International. Bạn trai của chân dài đình đám có tên là Chris, anh là người Đức nhưng đã sinh sống và làm việc tại châu Á hơn 10 năm. Hiện tại, Chris là một nhân viên của một công ty đa quốc gia. Cặp đôi đã quen biết nhau từ năm 2011 và chính thức hẹn hò sau đó một năm. Cả Chris và Minh Tú từng có thời gian chia tay nhưng sau đó hàn gắn và tiếp tục mối quan hệ. Trước đó, nữ siêu mẫu từng chia sẻ, chưa biết khi nào sẽ lấy chồng nhưng chắc chắn sẽ lấy. Minh Tú cho biết bạn trai là một người rất tử tế, không phải là một người chức cao vọng trọng hoặc quá giàu có nhưng bạn này là một người rất tử tế không chỉ với bản thân Tú mà với những người xung quanh. Mọi thứ khi mình ở gần người đó, họ sẽ truyền cho mình năng lượng rất bình an, yên bình, không drama.